Mời mọi người xem tiếp tập 118, tập mới nhất của bộ truyện Toàn cầu băng phong, ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Bắt đầu bộ truyện, bác sĩ Châu thấy Trương Dịch về cô liền mang đồ ăn lên và nói: "Trương Dịch, cả ngày hôm nay anh bận rộn, lâu như vậy không ăn gì chắc là đói lắm rồi phải không?" Bác sĩ Châu đặt đồ ăn lên bàn và nói: "Em đã nấu cho anh vài món bồi bổ, ở đây có món thịt hầm và ở đây còn có một nồi súp gà, em vừa múc ra từ trong nồi, vẫn còn nóng." anh mau lại đây uống chút đi. Trương Dịch vui vẻ đáp, được rồi, tôi cũng thấy đói rồi, tôi tới liền. Trương Dịch liền di chuyển ra bàn ăn và ngồi xuống ghế. Bác sĩ Châu tiến tới múc cho cậu một chén súp gà. Nhân cơ hội Trương Dịch liền hỏi, hai người có ai nhận được tin nhắn nào đến điện thoại di động của mình không? Cô chị gái họ Dương mật lấy điện thoại ra cho Trương Dịch xem. Cô nói, đúng là có, nó đây này. Bác sĩ Châu cũng nói tiếp, thật là một mớ hỗn độn tôi đã nhận được một số tin nhắn. Tôi cũng không biết nó có ý nghĩa gì nữa. Cô chị gái Dương Mật nói, tôi thấy có cảm giác như đang cố gắng che đậy sự thật vậy. Trương Dịch uống chén súp gà xong liền nói, nó được tung ra là để che giấu sự thật. Đó là quả bom khói tôi đã tung ra. Trương Dịch đặt chén súp xuống bàn và cậu thầm cười. Trong vòng 48 giờ kể từ bây giờ, hàng trăm nghìn tin nhắn sẽ được gửi đến các diễn đàn mạng xã hội khắp thành phố Thiên Hải, cũng như tới điện thoại di động của mọi người. Trương Dịch tính toán rất tỉ mỉ, cậu đã phòng bị từ trước cậu kể lại bởi vì hắn không thể hoàn toàn ngăn cản lục phong đạt truyền đi tin tức tôi chỉ có thể lợi dụng lượng lớn tin tức vô dụng sai sự thật gọi là báo lá cải này để che đậy sự thật bác sĩ châu ngồi xuống ghế cô dựa lên bàn ăn và hỏi nhưng chẳng phải vẻ ngoài này của những tin tức này khiến mọi người nghi ngờ hơn sao cô chị gái dương mật liền nói đúng vậy nếu chủ đề này đột nhiên trở nên phổ biến nó sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác trương dịch vẫn thản nhiên ăn uống người ta có câu trời đánh tránh miếng ăn anh cứ ăn cái đã rồi tính trương dịch nói nếu đã thu hút đến sự chú ý của người khác thì vấn đề này không thể tránh khỏi cho dù tôi có gửi nó hay không lục phong đạt chắc chắn cũng sẽ đăng tin tức này lên khắp mạng xã hội trương dịch thản nhiên nói tiếp vì vậy tôi ném những tin lá cải gọi là bom khói này lên mạng xã hội có thể làm cho mọi người nhầm lẫn mọi chuyện lên rất nhiều tôi không tin trên thế giới này những người khác đều có năng lực để đánh giá tính xác thực của từng người Câu nói của Trương Dịch rất có đạo lý, khiến hai cô vợ ngớ ngàng. Trương Dịch múc thêm chén súp gà, cậu uống một hơi hết sạch, cậu lại giải thích. Hơn nữa, so với các tổ chức chính thức lớn và các công ty lớn ở thành phố Thiên Hải được đề cập trong tin tức tôi truyền đi, khả năng cá nhân tôi phạm tội đã trở nên nhỏ nhất. Cô chị gái họ dương mật của bác sĩ Châu Thán Phục, cô thốt lên trong sự bất ngờ, quả thực là điều mà anh làm là rất tuyệt, quá thông minh. Cô chị gái họ dương mật liền chăm chú nhìn Trương Dịch một cách mê say, cô nói giống như nếu có người trong làng giải trí chúng tôi gặp sở can đổ chỉ cần xảy ra chuyện với ngôi sao lớn hơn thì chuyện trước đó sẽ nhanh chóng bị lãng quên cô gái dương mật nhìn trương dịch bằng một đôi mắt khác cô nhìn anh và suy ngẫm có vẻ như anh ấy không chỉ đẹp trai và có năng lực mà còn rất thông minh bác sĩ châu liền góp ý với trương dịch tuy nhiên những tin tức này đều được gửi từ máy tính của anh nếu có ai đó có thể theo dõi được địa chỉ ip nếu mà như vậy có thể ngay lập tức đối phương có thể tìm thấy chúng ta thấy trương dịch im lặng ăn uống mà không nói gì cô chị dương mật rất lo lắng bác sĩ châu liền xua tay và nói ý tôi không phải như vậy dù sao bây giờ thành phố thiên hải có lẽ cũng không còn nhiều người sống nữa và cũng không có nhiều người biết cách chống ip mạng trinh sát trương dịch cầm chén súp gà lên ăn và nói vì vậy châu khả nhi ý của cô vẫn rất là khả quan vì trường hợp nào cũng có thể xảy ra trương dịch đặt chén xuống rồi gắp dao lên cậu nói trừ khi thế giới hoàn toàn bước vào xã hội nguyên thủy hoặc chúng ta sống theo cách của người nguyên thủy nếu không sẽ không thể che giấu hoàn toàn dấu vết trương dịch thở dài và nói tiếp tôi cũng không nghĩ mình có thể che giấu hoàn toàn mọi chuyện khỏi tầm mắt của mọi người nhưng bằng cách này ít nhất hầu hết mọi người sẽ không trực tiếp nghi ngờ tôi câu nói của cậu rất thuyết phục khiến bác sĩ châu và chị gái dương mật thán phục trương dịch đứng dậy thản nhiên nói đối với những tổ chức có năng lực mạng lưới mạnh mẽ Việc liên hệ với họ cũng là điều khó tránh khỏi. Trương Dịch gắp miếng đồ ăn lên và tự nhủ, nhưng tôi, tôi đã có thứ đó rồi. Nếu không có Lục Phong đạt, ngày này lẽ ra phải đến muộn hơn nhiều. Đến đây là mình cũng xin khép lại chapter của ngày hôm nay. Mọi người thấy hay thì đăng ký kênh để ủng hộ mình ạ. À. Chúc mọi người có những giây phút vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.